đồn Coindesk sẽ được mua lại với giá 125 triệu USD. Cụ thể, nhóm đầu tư này được dẫn đầu bởi ông Matt Drasak thuộc Tally Capital, công ty đầu tư tập trung vào mảng Web3, và ông Peter Vesnes thuộc Capital 6, một quỹ đầu tư gia đình. Được biết, Coindesk là công ty truyền thông tập trung vào mảng thị trường tiền mã hóa của Digital Currency Group. Thông tin bán lại hãng tin ngày một trở nên hợp lý, nhất là trong bối cảnh DCG vừa bị Remini khởi kiện sau một loạt tai tiếng liên quan đến vấn đề thanh khoản. Trong tài liệu khởi kiện, CEO Remini ông Winklevoss tố cáo ông Barry Silbert, hiện là CEO của DCG, đã liên tục có những thủ thuật kế toán để làm đẹp sổ sách cho công ty, đồng thời không hoàn trả lại 1,2 tỷ USD mà Renesis, một công ty con khác của DCG, đang còn nợ sàn Remini. Binance Labs đầu tư 10 triệu USD vào Radiant Capital, giờ DNT tăng 12%. Theo thông báo được đăng tải, Binance Labs, chi nhánh đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch crypto Binance, đã bỏ ra 10 triệu USD đầu tư vào giao thức cho vay Cross trên Radiant Capital. Được biết, khoản tài trợ nằm trong khuôn khổ cam kết hỗ trợ các dự án sáng tạo có tiềm năng dẫn đầu kỷ nguyên DeFi tiếp theo và đặt người dùng làm trọng tâm của Binance Labs. Với số vốn được rót, dự án sẽ đẩy mạnh phát triển sản phẩm, mở rộng hỗ trợ Oracler cũng như các tùy chọn tài sản thế chấp, triển khai trên mainnet Ethereum và hỗ trợ giao tiếp liền mạch với Layer Zero. Radiant hỗ trợ vay cho vay on-chain và hiện đang cung cấp nhiều tùy chọn tài sản thế chấp trên ARB chung và BNB chain. Radiant giao đặt mục tiêu mở rộng giao thức sang nhiều trên tương thích Ethereum trong tương lai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tập khách hàng có nhu cầu bắc cầu và hoán đổi tài sản giữa các chuỗi. Tham vọng của Radiant giao là trở thành nơi neo đậu của 22 tỷ USD thanh khoản hiện đang phân tán trên 10 layer hàng đầu. Polymarket dự đoán 11% nguy cơ Binance sẽ vỡ nợ vào cuối năm 2023. Theo Polymarket, thị trường dự đoán này được tạo lập vào ngày 17 tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023, với điều kiện được đưa ra là Binance.com công bố phá sản hoặc đã nộp bất kỳ đơn đăng ký phá sản nào. Ngoài ra, thị trường sẽ trả về kết quả có nếu điều kiện trên xảy ra, hoặc nếu hoạt động rút BTC và trên hoặc ETH từ Binance.com bị tạm ngừng đối với đa số người dùng trong ít nhất 7 ngày liên tục, 168 giờ trước thời điểm 31 tháng 12 năm 2023. Trong trường hợp không có điều kiện nào trong hai điều kiện trên được đáp ứng, thì thị trường này sẽ trả về kết quả không. Nếu người tham gia thị trường chọn có và việc Binance phá sản là đúng, cổ phần đại diện cho phương án này được tăng lên mốc 1 USD và ngược lại. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng giao dịch trên cho vụ cược này chỉ khoảng đạt gần 15.000 USD, với 11% nghiêng về phía kịch bản có sẽ xảy ra. Ngân hàng Société Générale được cấp giấy phép crypto đầu tiên của Pháp. Ngày 18 tháng 7, công ty con của Société Générale là FOR đã được Autorité des Marchés Financiers, AMF, cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp, cấp phép DAFP hoạt động dịch vụ lưu ký, trao đổi và giao dịch tiền mã hóa, theo thông tin trên trang web của AMF. Société Générale FOR là công ty đầu tiên nhận được gật đầu từ phía cơ quan tại Pháp trước hàng chục công ty tiền mã hóa đã đăng ký với AMF từ lâu, trong đó có Binance. Theo AMF, để được cấp phép, các công ty phải có trụ sở tại Pháp và tuân thủ các yêu cầu nhất định về tổ chức, nguồn tài chính và hành vi kinh doanh. Với sự chấp thuận này, giám đốc điều hành của Ecofor, Jean-Marc Stenver, cho biết giấy phép từ AMF đã xác nhận vai trò tiên phong của Société Générale trong hệ sinh thái tài sản tiền mã hóa.